Xin chào tất cả mọi người. Xin chào chị Thúy Bình. Hôm nay chị Thúy Bình và Phước Sửu đang đi dạo tại một cái bãi biển khá đẹp, một cái bãi biển gọi là bậc nhất của Hồ Tràm, phải không? Ở nơi đây có bãi cát trắng rất là dài, rộng, và nơi gọi là có thể tổ chức những cái thêm building và những cái sự kiện lớn nhỏ tại Hồ Tràm. Thì cho em hỏi sơ qua chị Thúy Bình một tí xíu là chị đã từng đến đây nhiều chưa, và chị cảm nhận như thế nào về cái bãi biển ở nơi đây? Cảm ơn Phước Sửu. Mình đã có một cái duyên trước Tết đã đi tại Hồ Tràm. Đúng dọc rồi. Trên bờ biển Hồ Tràm thì thấy nó rất là hoang sơ, bình yên, bình dị, và đúng là nơi tính chất là nghỉ dưỡng. Và có tại những nơi đây những tiệc trà, những sự kiện rất là lớn và mang đậm chất là bình yên. Phước Sửu và chị Thúy Bình sẽ cùng đưa mọi người đi tham quan một vòng những cái bãi biển và những cái resort nơi đây. Vị trí của Phước Sửu và chị Thúy Bình đang đứng là một cái resort rất là đẹp của một tập đoàn rất là lớn. Thì chị Thúy Bình có thể nói sơ qua về cái thông tin là mình đang đứng tại dự án nào và đây là cái resort nào không chị Thúy Bình? Dạ, Bình và Phước Sửu đang có mặt ở tại resort Tràm Hồ Tràm. Vâng. Nghe đến resort Tràm Hồ Tràm phải kể đến là dọc cung đường bờ biển đẹp nhất ở tại nơi đây. Dạ. Yeah. Nó vẫn còn là hoang sơ và đó hay còn gọi đó là Phước Biểu Bình Châu. Dạ. Và vậy hả? Rồi, bây giờ là mình sẽ cùng di chuyển đây để khám phá về cái biển và đồng thời là cho khách hàng biết được là nơi đây là có những bãi cát trắng và những cái địa điểm du lịch như thế nào, phải không chị? Và ở đây thì hiện diện những sản phẩm nào đang triển khai và mở bán ha? Dạ, Tràm đã ra mắt thành công giai đoạn 1 và những dự án thì tiếp theo từ những phân khúc, những người mà quan tâm hay những vị khách quan tâm ở đây là đều có thể là ghé được, và rất là quan tâm cho những vị khách mà đầu tiên khó tính nhất. Dạ. Cũng cảm nhận được nắng và gió bờ biển mà cát trắng trải dài trên biển Hồ Tràm. Và phía trước mặt Bình đang đi ở dưới trên đây, mọi người hãy cùng xem cùng với Bình và Phước Sửu nhé. Đúng rồi chị Thúy Bình, một bãi điểm khá đẹp, và ở đây là để chữ Tràm Resort, một cái nơi là chụp hình check in khá đẹp vào của những cái tín đồ gọi là thích biển, phong chị. Ở đây thì ngoài những cái món ăn hải sản rất là ngon, thì ở đây thì chị có thể là trải nghiệm những cái loại hình du lịch nào và check in nào là chị có thể chia sẻ cho mọi người một tí xíu được hay không? Dạ. Vừa rồi thì là có những chương trình du lịch biển mang đậm chất, hay là những người mà nổi tiếng và những người siêu mẫu là đều vừa trải nghiệm tiệc trà buffet để thưởng thức âm nhạc du dương, là ngồi tận hưởng cuộc buổi cuối tuần rất là thú vị tại nơi Tràm Resort. Wow, quá đẹp. Xa Tràm Resort sẽ có một cây cầu đi bộ khá là đẹp, hoặc là cây cầu đi bộ gọi là một cái điểm check-in khá đẹp. Chị đã từng đến đó chưa và chị cảm nhận như thế nào? Có một cây cầu đi bộ vượt biển nha, gọi là khá dài của Việt Nam. Dạ, một cây cầu rất là nổi tiếng thì khá là đặc biệt và ấn tượng với Bình buổi tháng 11 vừa qua. Và đặc biệt nữa là vào năm mới thì là hôm nay là Bình có dịp đi lại, ghé lại Tràm Hồ Tràm lần thứ hai, nhưng vẫn không quên được những cảnh xung quanh và vẫn còn mang dư âm đậm dấu ấn của nơi đây tại Tràm Resort. Rồi, chị Thúy Bình ơi, cho em hỏi tí xíu thì tại ở nơi đây thì có những bất động sản nào gọi là đang chào bán, những cái dòng bất động sản nào và để gọi là lấp những cái nhu cầu của khách hàng về sở hữu những căn nhà second home thứ hai tại Hồ Tràm này? Dọc bờ biển về Hồ Tràm thì nói chung và những dự án nói riêng thì theo Bình được biết đến là những dự án dọc kênh, dọc ngay thời điểm này, cung đường ven biển, cung đường, đúng rồi, cung đường ven biển thì là có những tổ hợp nghỉ dưỡng và những dự án nổi tiếng là Tràm Resort này, và Melia Hồ Tràm này, và Isola Hồ Tràm. Vâng. Và nhiều những dự án khác nữa như Asena là được rất là nhiều những vị khách nước ngoài nổi tiếng để quan tâm ghé tại Hồ Tràm để nghỉ dưỡng.
Wow, quá tuyệt vời chị. Đây là những cái khung cảnh của biển Hồ Tràm, những cái xích đu, những cái nơi mà có thể là tới đây là thả mình trên những cái bãi cát trắng và du dương theo những cái điệu nhạc. Khá đẹp chị ha. Tới đây khách hàng không phải những sở hữu những cái bất động sản gọi là cực kỳ cao cấp, mà mình có thể trải dài theo những bãi cát trắng và có thể là check-in tắm biển, phơi nắng những cái nơi cái resort này. Đúng tính chất, đậm tính chất nghỉ dưỡng, thoải mái, relax và rất là gần gũi với lại thiên nhiên. Wow, quá tuyệt vời chị Thúy Bình ạ. Ở đây thì ngoài những cái dòng sản phẩm gọi là biệt thự, nhà phố, view biển, thì còn những cái dòng sản phẩm như là condotel nè, rồi những cái sản phẩm về du lịch gọi là giải trí, sun god. Đúng, sun god, và sau này sẽ có những tổ hợp nghỉ dưỡng, khu vui chơi giải trí cho các trẻ em rất là tiện ích. Đúng rồi, khá nhiều tiện ích và nằm trong một cái cụm khu du lịch Hồ Tràm, Bình Châu, Xuyên Mộc, Bà Rịa, Vũng Tàu này. Để có nhiều thông tin về nghỉ dưỡng, những bất động sản gọi là hàng sang tại Hồ Tràm, Bình Châu, Hồ Tràm Second Home, quý anh chị inbox cho chị Thúy Bình hoặc là Phước Sửu theo số hotline bên dưới. Phước Sửu và chị Thúy Bình sẽ cung cấp cho quý anh chị đầy đủ tất cả các thông tin, và đồng thời Phước Sửu sẽ bay lấy cam cập nhật những cái tiến độ mới nhất của dự án để quý anh chị nắm rõ đây là một cái cơ hội đầu tư an cư lạc nghiệp và sinh lợi lâu dài, và đồng thời chọn cho mình một cái nơi gọi là lý tưởng về căn hộ hoặc căn nhà second home, căn nhà thứ hai của cuộc tại đời mình nơi nhé. Đây tại Hồ Tràm. Xin chào và hẹn gặp lại.